Chào các bạn đến với kênh của bạn Tài Xế Vlog. Và hôm nay mình đang đi chiếc xe này nè các bạn. Thế là thơ ký của bà, không biết sao mà còn hỏi. Cô ta rõ ràng rất là thông minh, lại thông thạo mọi điều, rất là thông minh. Có cô ta giúp cô ba thành công rất nhiều. Sau công việc của cô thì đã làm sẽ giao cho con rẽ sáng ngày mai. Mặt mũi cô thơ ký của bà có làm sao biết được. Tới sân thì hoài mà mày không biết hay sao. Đúng là cô tới sân thì tại sao mái tóc lại quá dài mà đẹp như thế này? Mái tóc dài hả? Mỹ Duyên, trời ơi, sao lại giống Mỹ Duyên đến như vậy? Thúy, cô là ai? Trời nắng chói chang các bạn. Quay đây, quay bông hoa tí. Đó. Đẹp quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ chạy chiếc xe này đây các bạn. Đó, chiếc xe dài. Thơ đùng đây nè. Sẽ lên chạy xe này. Quá trời nắng luôn, nắng chói chang luôn, xối xả luôn. Ây da. Khi đồ mâm xôi trở thành
Vậy là hôm nay á, mình đã kết thúc cuộc hành trình của mình, gửi đến các bạn cái chỉ chia sẻ bao nhiêu đây thôi ha. Tại vì công việc của mình là cực khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm, đôi khi thức cả đêm để mình chạy á. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành theo dõi kênh của bà Ngân Tài Xế Vlog. Nếu cảm thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh bà Ngân Tài Xế Vlog. Và nhớ đừng quên bật chuông để được xem nhiều video tiếp theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy là hôm nay á, mình đã kết thúc cuộc hành trình của mình, gửi đến các bạn cái chỉ chia sẻ bao nhiêu đây thôi ha. Tại vì công việc của mình là cực khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm, đôi khi thức cả đêm để mình chạy á. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành theo dõi kênh của bà Ngân Tài Xế Vlog. Nếu cảm thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh bà Ngân Tài Xế Vlog. Và nhớ đừng quên bật chuông để được xem nhiều video tiếp theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy là hôm nay á, mình đã kết thúc cuộc hành trình của mình, gửi đến các bạn cái chỉ chia sẻ bao nhiêu đây thôi ha. Tại vì công việc của mình là cực khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm, đôi khi thức cả đêm để mình chạy á. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành theo dõi kênh của bà Ngân Tài Xế Vlog. Nếu cảm thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh bà Ngân Tài Xế Vlog. Và nhớ đừng quên bật chuông để được xem nhiều video tiếp theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.